Tiếp theo là những tin tức quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79. Tại cuộc gặp này, hai bên tập trung thảo luận về sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Biden đã thông báo quyết định tăng viện trợ an ninh cho Kiev, trong khi Tổng thống Zelensky trình bày kế hoạch chiến thắng hướng tới chấm dứt xung đột hiện nay giữa Ukraine và Nga. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các khía cạnh ngoại giao, kinh tế và quân sự trong kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky và giao nhiệm vụ cho đội ngũ hai bên tham gia tham vấn chuyên sâu về các bước tiếp theo. Dự kiến vào ngày 12 tháng 10 tới, Tổng thống Biden sẽ chủ trì cuộc gặp thượng đỉnh nhóm tiếp xúc Ukraine tại Đức. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận những tiến triển trong tham vấn và phối hợp với các đối tác và viện trợ bổ sung cho Ukraine. Trước đó, trong một tuyên bố khác, Tổng thống Biden cho biết đã chỉ đạo một loạt biện pháp nhằm tăng cường viện trợ cho Ukraine và siết chặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Trong loạt biện pháp có gói viện trợ an ninh bổ sung trị giá 2,4 tỷ đô la Mỹ, bao gồm hệ thống phòng không, thiết bị bay không người lái, tên lửa không đối đất và viện trợ giúp củng cố cơ sở quốc phòng của Ukraine. Đây là gói viện trợ thứ 21 trong khuôn khổ sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Tiếp sau cuộc gặp với Tổng thống Biden, ông Zelensky đã có cuộc gặp riêng với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Trong cuộc gặp này, bà Harris đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Bà cũng ngầm chỉ trích ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump với quan điểm Ukraine có thể phải nhượng lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.